Hello, xin chào các bạn. Các bạn ơi, mình mua được tôm nè, các bạn rất là to luôn. Thì cái này cũng không phải là bằng cái con hồi trước mới ăn các bạn ơi. Cái con này cũng là vừa thôi. Đây, cái càng của nó đây, cũng khá là to luôn. Đây xuống. Hôm nay mình sẽ chấm ớt nè. Với lại phô mai các bạn. Mình lấy cho các bạn xem. Xích cái này qua bên kia. Để coi để gì đất được hơn các bạn ha. Đó. Mình để cái này cho nó cạo. Đây các bạn. Cái càng đây. Cái này là khoảng 2 kg các bạn. Là cỡ cỡ này đây. Chấm trước rồi. Cái này là dưa leo nè. Một trái. Nó dài luôn này. Các bạn mới để lại trên này cho nó cao cho các bạn thấy rõ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nhá. Mình chưa có lấy cái kéo các bạn ơi. Để mình lấy cái kéo đã. Đây, cái kéo đây. Bây giờ mời các bạn nha. Cái đầu của nó nè. Wow, toàn cảnh không các bạn. Đó. Bạn thấy không? Mình thôi mình sẽ chơi cái mình nó trước ha. Dưa leo để qua đây. Các bạn biết sao không? Hôm qua mới cái này cũng là mua hôm qua luôn các bạn. Thì không ăn liền được á, các bạn có thể hấp xong rồi cất vô tủ các bạn nha. Chứ để nó chết là nó sẽ không có ngon. Nên thành ra thà mình hấp chín xong rồi mình cất vô tủ. Tủ đông cũng được các bạn. Nhưng mà nếu mà để nó tự chết á nó sẽ không có ngon nữa. Hôm nay mình sẽ thử chấm hai loại nước chấm nhé. Mình sẽ để ở dưới. Bây giờ mình sẽ chấm trước cái phô mai ha, thử ha. Trời ơi nó cứng à. Đợi lâu quá. Ngon quá bạn ơi. Cũng lâu rồi mới không có ăn tôm hùm. Nhiều người thì thích tôm nhỏ các bạn, mà riêng bản thân của mình thì mới cảm thấy cái tôm to là ăn nó sẽ giống như là nó giòn giòn hơn, dai dai hơn. Thôi hả? Mỗi người mỗi khác. Có người thì thích ăn cái càng.
Bây giờ mình sẽ chấm này. Ngon lắm. Cái này không hợp với dưa leo mà. Ngon quá. Cái này thì béo béo các bạn, mạo mặn, ăn cũng rất là ngon các bạn ơi. Cái này thì cay cay nè, chua chua nè, mặn mặn nè. Mà thì đặc biệt rất là mê ớt các bạn ơi. Lạnh răng luôn. Mình sẽ mở cái này ra luôn các bạn ạ. Toàn gạch không. Cái này là tiết của nó các bạn ơi. Cái này phải ăn từ từ các bạn ơi, ăn nhanh không được. Mà sẽ đập cái càng này không? Con nghe Tha mình hát không cả? Trời ơi nó cứng. Chắc là mình phải lấy cái búa đập của ông. Ooh.
Thật ra nó nằm. Lấy cái này móc mà. Trời ơi, quá trời nước luôn. Cái càng tôm thì các bạn ơi, lúc nào cũng một bên to một bên nhỏ các bạn nha. Các bạn đừng có thấy bên to bên nhỏ mà tưởng là cái càng nào cũng bự. Tôm thì lúc nào cũng một bên to bên nhỏ hết. Móc dễ nó ăn hết á, nó ra hết á. Ăn gì mà ngon các bạn. Chắc sẽ cái gạch mưa sẽ hút cái gạch của nó này. Cái húi của nó. Ngọt ơi, nó béo. À, cái này cũng có thịt đó. Bình thường làm nên chấm nha nè, xong rồi cắn cái là cái thịt nó ra hết. Nên nè, đừng có giục nha, uổng. Sau đó tôi sẽ bể vậy nè. Đó. Bể như vậy thì thịt nó sẽ ra hết rất là dễ lấy thịt luôn. Đó. Nó là đam mê ăn nè. Sạch sẽ luôn. Chỉ sợ là video hơi dài thôi. Nhưng mà nếu mà có cái chương trình mà thi ăn tôm hùm nhanh chắc là mình sẽ xung phong đi thi. Nguyên muối luôn. Đó. Sạch sẽ mà. À năm, các bạn nào ăn giống người nữa nào. Bẻ mấy cái chân trước xong bẻ ra một nửa rất là dễ lấy thịt ra luôn. Nguyên cục cục luôn. Các bạn ơi, mình sẽ dừng video ở đây nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của Mary. Hẹn gặp các bạn trong video tới.